4 triết lý kinh doanh. Người càng giàu càng tin. Bạn không tin đừng trách sao mãi nghèo. 1. Mượn gà đẻ trứng, vô vốn sinh vạn lời. Mượn gà đẻ trứng, giỏi tận dụng ngoại vật là điều phản ánh rõ nét nhất trí tuệ của một người. Ngồi xe có thể đi được ngàn mét đường, ngồi thuyền có thể vượt ngàn dặm khơi, biết cách tận dụng lợi thế bên ngoài mới là người thông minh. Trong làm ăn kiếm tiền lại càng phải hiểu được đạo lý mượn lực từ bên ngoài này, vì ngay cả khi bạn là người sắt thì bạn cũng có thể đấm được bao nhiêu chiếc đinh. Cái gọi là mượn gà đẻ trứng đề cập đến hành động sử dụng tài nguyên, hữu hình hoặc vô hình của người khác để thu được lợi ích mà không phải trả hoặc trả ít tiền. Động thái này tập trung vào việc mượn. Nếu bạn muốn đạt được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực, bạn phải biết cách phát huy tác dụng của từ mượn. Mượn gồm biết mượn, giỏi mượn và mượn có mánh khóe. Người biết mượn sẽ khiến người khác cam tâm tình nguyện, người không biết mượn sẽ khiến người khác phản cảm. Tuy nhiên, người biết cách mượn cũng cần giỏi và có mánh khóe để mượn sao cho mượt để có thể có được thứ mà họ muốn. Ngoài ra, chỉ đâm đầu vào mượn thôi là không được, làm gì cũng phải có mức độ, nếu không việc sắp thành sẽ rất dễ hỏng. 2. Tích tiểu thành đại. Có số liệu cho thấy, hiện tại, trong top 100 người siêu giàu trên thế giới, số người kế nghiệp gia đình chỉ chưa tới 5%, số còn lại đều làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhỏ và to là tương đối, không có nhỏ vĩnh hằng, cũng không có gì là to mãi mãi. Nhỏ có ưu điểm của nhỏ, to có khuyết điểm của to, vì vậy, nhỏ có thể biến thành to, to cũng có thể trở thành nhỏ. Tích tiểu thành đại, mấu chốt nằm ở chữ tích. Tích là trí tuệ, là mưu lược, là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Không có thành công nào là tới một sớm một chiều cả, mọi thứ đều cần thời gian tích lũy dần dần. Bản thân tích tiểu thành đại cũng cần tới dũng khí và quyết tâm. Chỉ khi có đủ can đảm và sự kiên trì, quyết tâm, bạn mới có thể đắp cát thành lâu đài, mới có thể câu cá nhỏ nhưng ăn được cá lớn, từ đó tạo ra những thành tựu to lớn. 3. Tự mở đường, sáng tạo tạo ra kỳ tích. Trong làn sóng cải cách và mở cửa nền kinh tế thị trường hiện nay, có hàng ngàn người mong muốn được phát hiện, mong muốn trỗi dậy, mong muốn xây dựng được đế chế lớn mạnh cho riêng mình. Vì khát khao này, họ không ngừng nỗ lực, phấn đấu và cạnh tranh. Tuy nhiên, những người cuối cùng giành chiến thắng lại thường là những người dám tự mở đường và dám đổi mới. Cái gọi là tự mở đường đề cập đến sự can đảm, dám đi con đường mà người khác không dám đi, đi con đường khác với phần còn lại. Điều này đòi hỏi các doanh nhân phải có trí tưởng tượng và tinh thần sáng tạo phong phú, tuyệt đối không được treo cổ trên cùng một cành cây. Thực ra, bản chất của việc kiếm tiền chính là sáng tạo, là không ngừng phá vỡ trật tự cũ để thiết lập nên những trật tự mới. Tìm kiếm sự đổi mới và tạo ra những thứ mới mẻ là trọng tâm kinh doanh của các doanh nhân và là vũ khí đắc lực giúp gia nhập hàng ngũ người giàu. 4. Đặt đạo đức và chữ tín lên hàng đầu. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, quân tử là người quang minh chính đại, tuyệt đối không tham lam những tài sản bất nghĩa. Kiếm tiền có hàng ngàn hàng vạn cách, nhưng không có gì khiến con người ta an tâm hơn những đồng tiền kiếm ra được từ sự chân thành, chính trực. Thành tín luôn tỷ lệ thuận với tài phú, thành tín cao bao nhiêu, tài phú sẽ nhiều bấy nhiêu. Thành tín là chiếc chìa khóa khởi động tài phú, không giữ chữ tín, vi phạm đạo đức, suy cho cùng cũng chỉ là đang đào mộ cho tương lai. Người có tầm nhìn xa luôn bắt đầu với chữ tín và hưởng lợi từ chữ đức. Sức mạnh của chữ tín là vô hạn. Tìm kiếm lợi nhuận thông qua chữ tín và đạt được sự giàu có thông qua chữ đức sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được những mục đích lớn lao. Có lẽ bạn của hiện tại không một xu dính túi, không sao cả, chỉ cần bạn nắm được những phương pháp và mánh khóe kiếm tiền chân chính, việc kiếm tiền rồi sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Biết đâu một ngày nào đó không xa, bạn sẽ có thể gia nhập vào hàng ngũ các tỷ phú thì sao? Bạn nghĩ sao về những triết lý, những câu nói này, những bài học phía sau dù rất nhỏ, nhưng đều mang ý nghĩa tích cực, thúc đẩy mỗi chúng ta hãy tiến về phía trước. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích với bạn hãy like, share và bình luận phía bên dưới cho chúng tôi biết nhé.